Chương trình hôm nay gồm có Quân Nga dùng chiêu trò mới để ngụy trang Ông Putin bất ngờ hạ giọng khi nói về cuộc chiến ở Ukraine Nga mất 5 đến 7 năm để khôi phục khả năng chiến đấu Ukraine tiêu diệt UV hiếm của Iran do Nga phóng G7 lên án việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga Lũ lụt hoành hành khiến hàng chục nghìn người sơ tán ở Philippines Australia đứng đầu thế giới về lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay. Thủy Miên xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ tư ngày 22 tháng 11. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, người phát ngôn lực lượng Ukraine, ông Oleksandr Stupul nói trên kênh truyền hình quốc gia về việc liệu điều kiện thời tiết lạnh giá và xấu đi có ảnh hưởng đến cường độ giao tranh hay không, đặc biệt là gần Azipka Ông cho biết điều kiện thời tiết buộc quân Nga phải dùng đến một số thủ đoạn vì lá cây rụng và tuyết rơi đã làm giảm khả năng ngụy trang. Ông Stupul giải thích, nếu nói về sự thay đổi chiến thuật liên quan đến thời tiết thì lá cây đã rụng và tuyết đã rơi. Nga không có nơi nào để ẩn náu và binh sĩ Ukraine có thể nhìn thấy họ. Nga tấn công theo từng nhóm bộ binh nhỏ hoặc giả vờ chết hoặc che mình bằng xác của các UAV đã bị tiêu diệt trước đó. Ngoài ra, trong các đơn vị chiếm đóng đã có xu hướng đảo ngũ khỏi chiến trường và đầu hàng. Ông Stupul nói, thông thường họ không còn sự lựa chọn nào khác và họ vẫn bị thúc đẩy về phía trước, đặc biệt là trong các đơn vị Storm và Stormzy, bao gồm các tội phạm hình sự. Lối thoát của họ ra khỏi chiến trường là chết hoặc bị thương nặng, không có gì khác. Đó là lý do tại sao họ thích đầu hàng. Ông nói thêm rằng chỉ riêng ngày 22 tháng 11 đã có 7 lính Nga đầu hàng. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, trong cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga cần phải suy nghĩ về cách ngăn chặn thảm kịch của cuộc chiến ở Ukraine. Một số nhà lãnh đạo các nước nói rằng họ đã bị sốc trước hành động gây hấn của Nga ở Ukraine. Ông Putin nói, các động thái quân sự luôn là thảm kịch, và tất nhiên, chúng ta nên nghĩ cách ngăn chặn thảm kịch này. Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo hãng tin Reuters, những lời nói này của ông Putin là một trong những phát biểu ôn hòa nhất về cuộc xung đột. Quyết định đưa quân vào Ukraine của ông Putin vào tháng 2 năm 2022, đã gây ra cuộc chiến nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Giao tranh kéo dài gần 2 năm đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di rời và tàn phá các khu vực rộng lớn ở phía Nam và đông Ukraine. Đáng chú ý, trong bài phát biểu ngày 22 tháng 11, ông Putin đã dùng từ chiến tranh để nói về cuộc xung đột, thay vì thuật ngữ chính thức của Điện Kremlin là chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2014, sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga đã sắp nhập Crimea. Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn thì chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine thề sẽ chiến đấu cho đến khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi lãnh thổ của họ. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel ước tính sẽ mất bao lâu để Nga có thể khôi phục hoàn toàn khả năng chiến đấu, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, theo tính toán hiện tại, Nga sẽ cần ít nhất 5 đến 7 năm cho việc này. Ông Pavlov nói, mặt khác có nhiều yếu tố trong tính toán có thể thay đổi theo tình hình. Điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến ở Ukraine sẽ diễn ra như thế nào. Đồng thời, tổng thống Pavlov lưu ý rằng NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ở châu Âu và việc hỗ trợ Ukraine có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của các nước châu Âu nhà lãnh đạo séc nói thêm sự hung hăng của nga đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta vì vậy việc hỗ trợ ukraine là điều quan trọng đối với an ninh của chúng ta đồng thời đó cũng là một bước đi mang tính nhân văn tự nhiên nga phải chịu trách nhiệm về những mất mát đã gây ra cho ukraine vì vậy chúng ta phải kiên quyết tiếp tục cung cấp hỗ trợ toàn diện cho ukraine và người dân của họ đó là vì lợi ích của chúng ta vào tháng 10, tổng thống Zelensky cho biết, vào năm 2028, Nga sẽ tấn công các nước vùng Baltic nếu Nga được tạm dừng cuộc chiến ngay bây giờ. Theo ông, trong thời gian này, Nga sẽ khôi phục tiềm năng tấn công của họ, Nga đang tìm kiếm cơ hội để đóng băng tình hình và thích nghi, rút ra kết luận từ những sai lầm của mình và chuẩn bị các bước tiếp theo. Đồng thời, vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Thụy Điển tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng Nga tấn công nước này. Ủy ban Quốc phòng cho rằng bất chấp thực tế là quân đội Nga đang xa lầy ở Ukraine, nhưng Nga vẫn có khả năng hành động chống lại Thụy Điển. Thưa quý vị, lực lượng không quân Ukraine cho biết hôm 22 tháng 11, Nga đã sử dụng hơn chục UAV và một hỏa tiễn hành trình để tấn công Ukraine, đồng thời tuyên bố quân đội Ukraine đã bắn hạ tất cả các UAV đó. Điều này xảy ra khi chính quyền khu vực phía nam Odessa tuyên bố Trước đó, họ đã bắn hạ một UV trinh sát và tấn công Mohajer 6 hiếm hoi do Iran thiết kế. Lực lượng không quân cho biết các thiết bị tấn công đã được phóng từ phía đông nam nước Nga và các đơn vị phòng không Ukraine ở một số khu vực miền Trung đã phối hợp để tiêu diệt toàn bộ 14 UAV Shahid 131 trên 136 của đối phương. Cơ quan này cho biết thêm trong một tuyên bố, hỏa tiễn hành trình X-22 của Nga không tiếp cận được mục tiêu và rơi xuống vùng Zaporizhia ở một khu vực chống trải đồng thời vụ nổ đã làm hư hại các ngôi nhà riêng, tuy nhiên không có thương vong. Tuyên bố trên mạng xã hội cho biết Nga đã mua 30 UV vào năm ngoái và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một chiếc lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Tuyên bố cho biết thêm UV Mohazer 6 được thiết kế để trinh sát và tấn công, có thể mang theo 4 hỏa tiễn dẫn đường và có tầm bắn lên tới 200 km trong vòng 12 giờ. Ngay sau đây, Xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Việt Anh của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 11, các ngoại trưởng G7 của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu đã lên án việc chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang Nga là vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố viết: "Chúng tôi nhắc lại sự lên án mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc chuyển giao vũ khí từ Triều Tiên sang Nga." vi phạm trực tiếp đến các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên và Nga tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động như vậy. Đầu tháng này, tình báo Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã gửi hơn 1 triệu quả đạn pháo tới Nga. Với nguồn dự trữ quân sự của Nga đang ở mức thấp và năng lượng sản xuất trong nước đồng thời bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, nước này ngày càng chuyển sang các nguồn thiết bị quân sự khác, bao gồm cả Triều Tiên. Theo Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, các mối quan hệ quân sự này ngày càng trở thành con đường hai chiều, trong đó Triều Tiên cung cấp cho Nga các thiết bị quân sự để sử dụng ở Ukraine. Đổi lại, Nga cung cấp công nghệ quân sự và hỗ trợ khả năng tấn công tầm xa của Triều Tiên, có thể bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo và công nghệ hạt nhân. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc rằng họ đang sử dụng đạn dược của Triều Tiên trong cuộc xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, tại Bắc Sama, một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều thị trấn và làng mạc đã bị chìm trong nước lũ sau khi mưa lớn kéo dài một tuần qua. Lực lượng cứu hộ tại tỉnh đã dùng thuyền cao su và dây thần để sơ tán người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà chìm trong nước lũ. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia cho biết, trên 43.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều con đường tại thị trấn chìm trong nước lũ. Trong khi đó, nước lũ tràn vào cả các trung tâm mua sắm, tòa nhà thương mại và làm ngập cả mái nhà hai tầng và mực nước sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Philippines là quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão với sức tàn phá lớn. Năm 2013, siêu bão Hai danh đã khiến trên 6.000 người thiệt mạng, trên 1.000 người mất tích và trên 4 triệu người bị mất nhà cửa. Cùng ngày, lũ lụt do mưa lớn tại bang Duyên Hải, Terengganu, phía đông của Malaysia, đã khiến trên 3.900 người phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Quốc gia Đông Nam Á này thường trải qua mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, kèm theo đặc điểm là gió mạnh và biển động. Thưa quý vị, theo thống kê của Australia, hiện ở nước này có khoảng 1 phần 3 hộ gia đình, tương đương với hơn 3,6 triệu hộ đã lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là tỷ lệ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cao nhất trên thế giới hiện nay. Trong đó, bang Nam Australia đang đi đầu với tỷ lệ đạt gần 50%. Sở dĩ, ngày càng nhiều người dân Australia lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời vì giá thành của điện và khí ga tại nước này tăng chóng mặt. Trong khi đó, Australia là quốc gia có nhiều nắng và nắng quanh năm, nên nếu tận dụng được lợi thế này thì các hộ gia đình sẽ giảm khoản chi đáng kể dành cho năng lượng. Ước tính khoản tiền đầu tư ban đầu cho hệ thống năng lượng mặt trời tại các hộ gia đình ở Australia sẽ hoàn vốn sau khoảng 5 năm. Bên cạnh đó, dịch vụ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời cũng dễ dàng tiếp cận. Chính quyền liên bang và chính quyền các bang cũng đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn nên khuyến khích được nhiều gia đình lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Không chỉ vậy, nếu lượng điện sản xuất ra dư thừa so với nhu cầu sử dụng thì người dân có thể bán lại cho lưới điện. Nhờ việc người dân tích cực lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời ở các gia đình nên trong năm 2022, điện năng lượng sản xuất từ các tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên các mái nhà chiếm khoảng 11% sản lượng điện tại Australia và chiếm tới 38% nguồn năng lượng tái tạo được sản xuất ra tại nước này. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 22 tháng 11 báo cáo, Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan với 11 máy bay vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan. Trước tình hình các chiến dịch bầu cử tổng thống Đài Loan đang nóng lên, trong tuần này, các ứng cử viên tổng thống Đài Loan phải đăng ký với Ủy ban bầu cử Trung ương để có tên trong lá phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp vào ngày 13 tháng 1. Đảng Dân chủ Tiến bộ mà Bắc Kinh coi là phe ly khai đã đăng ký tấm vé ứng cử tổng thống vào hôm 21 tháng 11, trong khi các đảng đối lập đang chìm trong bất đồng về một cuộc đấu thầu chung tiềm năng. Chính quyền Bắc Kinh cho biết các hoạt động của họ gần Đài Loan là nhằm ngăn chặn sự thông đồng giữa phe ly khai Đài Loan và Hoa Kỳ, đồng thời để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Bắc bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ người Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Đảng dân tộc Trung Quốc, vốn có truyền thống ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, đã cam kết mở lại đối thoại với Trung Quốc nếu giành được chức tổng thống vào tháng 1. Cảm ơn biên tập viên Việt Anh. Kính thưa quý vị, Chuyên mục tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Thì Miên kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.